Rồi xin chào các anh em đã quay lại kênh của Danh Vlog. Thì hồi sáng có một bạn nhắn tin cho Danh là kêu Danh làm một cái clip về chiếc vi sành này, chiều cao bao nhiêu thì chạy được chiếc vi sành này, và mua vi sành này thì nên mua cái phiên bản nào là phù hợp nhất. Thì anh tranh thủ làm video này cho em xem nha các bạn. Gì hồi sáng nhắn tin cho Danh đó, thì cây nhà lá vườn nha các bạn, quay liền cũng ha, không có cắt ghép video gì đâu, tranh thủ quay cho các bạn đó xem. Rồi thứ nhất anh báo giá cho em nắm luôn ha. Chiếc vi sành này thì nó có 3 loại. Loại thứ nhất là loại chìa phá thường, là người ta kêu bằng mã tiêu chuẩn đó, màu đen đó. Nó có màu đen đó. Là giá của nó là trên dưới khoảng 3-4 triệu là lăn bánh nha, nha em. Nghe các bạn, 3-4 triệu là lăn bánh cái phiên bản tiêu chuẩn chìa phá thường á. Còn cái phiên bản này là phiên bản cao cấp, với màu trắng này với màu đỏ đô là phiên bản cao cấp. Với cái phiên bản đặc biệt là phiên bản màu xanh đó, thì nó dao động là lăn bánh luôn là trên dưới 36 triệu nha các bạn. Rồi còn cái phiên bản cuối cùng là phiên bản thể thao, là cái phiên bản cái bánh lớn á. Cái phiên bản mà cái bánh bự nè. Cái bánh này bánh nhỏ nha, cái phiên bản thể thao là phiên bản bánh nó bự to hơn. Với cái phần nó to hơn nè, phiên bản nó kêu người ta kêu bằng phiên bản thể thao. Giá lăn bánh của nó là trên dưới khoảng 39 triệu nha các bạn. Nó có hai màu, màu đen với cái màu xám xi măng đó là cái phiên bản thể thao đó. Còn bây giờ thì nó ra thêm cái màu cổ điển thì Danh sẽ làm clip sau về cái màu cổ điển 2024. Rồi, thứ nhất giá ha. Rồi cái chiều cao để chạy được chiếc vi sành này thì chia sẻ luôn nha anh em. Và những bạn nào cao từ 1m45 cho tới 1m55 thì các bạn nên mua cái phiên bản bánh nhỏ này. Này bánh nhỏ nha các bạn. Thì bánh nhỏ mới lớn này cho dễ phân biệt. Những bạn nào cao từ 1m45 cho tới 1m55 thì các bạn nên mua cái phiên bản bánh nhỏ này chạy là phù hợp nhất ha. Nó đẹp. Nghe vậy các bạn. Rồi những bạn nữ nào cao từ 1m56, 57, 58, 59, 60 đổ lên cho tới 1m65 á, hoặc 1m7 luôn á, thì các bạn nên mua cái phiên bản bánh lớn. Nó mất tiền hơn khoảng 3 triệu. Nó mất tiền hơn cái phiên bản bánh nhỏ này khoảng 3 triệu, nhưng mà nó có chiều cao yên của nó cao hơn cái bánh nhỏ này ha. Chạy phù hợp hơn. Những bạn cao từ 1m56 cho tới 1m7 á thì nên mua cái phiên bản bánh lớn. Chạy nó phù hợp nha các bạn. Các bạn cao quá lên cái chiếc xe nhỏ này thì cái bánh nhỏ này thì chạy nó không có cân đối xe, nhìn nó không đẹp hung. Nó chạy cũng được đó nhưng mà nó không có phù hợp. Giữa cái phiên bản bánh nhỏ với bánh lớn thì nó không khác nhau gì nha các bạn. Nó chỉ khác nhau cái bánh trước nó bự hơn cái phiên bản này thôi, với cái phụ trước nó bự hơn thôi. Còn máy móc công nghệ tất cả trên xe đều nó y gan nha các bạn. Rồi nhắc lại ha, những bạn nào cao từ 1m45 cho tới 1m55 thì mua phiên bản bánh nhỏ. Còn những bạn cao từ 1m56 cho tới 1m7 á thì các bạn nên mua phiên bản bánh lớn. Mắc hơn khoảng 3 triệu nha các bạn. Mắc hơn khoảng 3 tới 3 triệu rưỡi đó. Thì Danh chia sẻ với anh em vậy ha. Còn dụ các bạn thích màu nào thì mình cứ lựa màu đó thôi. Nó cũng vòng vòng nó có mấy màu à. Còn màu sơn độ thì Danh không có nói ở đây nha. Màu sơn độ thì nó đó nó khác này, cái chất lượng nước sơn nó sẽ khác với màu zin này. Vi sành này chạy gắt im các bạn ngoài đường, bây giờ là số lượng của nó chạy ngoài đường là áp đảo luôn á. Rất là nhiều luôn, rất nhiều anh chị em lựa chọn chạy rất là nhiều. Vì cục máy nó gắt im luôn, chạy gắt im luôn nha các bạn. Rồi, những anh em nào muốn Danh làm clip nào thì anh em cứ bình luận đi, rồi anh sẽ làm clip cho anh em xem. Rồi một bạn kêu là làm gì cái màu sơn chiếc AB này nè. Đánh giá cái màu sơn này coi nó bền hay không, nó không bền hay không, nó bám bụi hay nó sạch sẽ như thế nào đó, thì clip sau đi. Bữa nay Danh cũng bạn đi làm mà không có làm kịp cho các bạn, cái bạn đó được. Bạn thông cảm với Danh nha. Ngày mai đi, ngày mai Danh sẽ làm cái clip gì đó về chiếc, nói về chiếc màu đen là cho các bạn tham khảo màu sơn á, nó sạch sẽ hay nó bám bụi hay nó dễ vệ sinh hay không thì ngày mai đi ha. Còn clip này nói chiếc vi sành cho các em nhắn tin trước cho Danh đi. Rồi. Em xem được video thì nhớ nhắn tin bình luận cho anh biết nha. Rồi xin chào anh em nha.